Bác vú sữa 5.000 một ký. Anh ăn vú sữa không? Một đô 4 ký. Có 5.000 một ký à? Không quen nữa. Dạ, cho con 2 ký đi bác. Trời lẻ quá mà. Cho đi, có lửa cái này nè. Nếu nãy của Star Apple. Star Apple, yeah. Cho con 2 ký đi bác. Con đi có lửa nha. Được rồi. Ủa mà nhà bác ở đâu bác? Ủa đây, nhưng mà con đâu thấy vú sữa đâu, trồng ngoài sao hả? Đi mua về bán. Đi mua về bán, bà bán có 5.000 một ký hả? Bác kêu vậy á, vú sữa ta 10.000 ký, kêu 5.000 ký. Ơi, thôi lỡ kêu là phải bán thôi. Lỡ kêu rồi bán chứ sao giờ? Đâu có biết đâu, cổ cô này nè, cổ bỏ cô đi. Cái trái này nó bị cạ cây, nó bị nát rồi chứ nó. À, không sao, ok. Đâu biết đâu. Ăn chín luôn. Về tách cho ra em thử. Ờ, dạ. Ăn thử. Không ngọt, không ăn tiền. Cho nên nó bán đi đúng không ạ? Không, ở Sài Gòn nó bán khoảng độ 15-25 rồi bác ơi. Vô sữa tím á. Tím mỏng mạnh này. Đâu bằng này, vô sữa đậu mà. Rèn hả? Nhưng mà sao cái tự nhiên thành rẻ vậy? Con lấy 2 ký thôi bác ơi. Nó hàng nó bị hơi lỗi đúng không? Nó lỗi rồi, nó không xuất đi được. À, không xuất đi được. 2 ký thôi, con lấy 2 ký hả? Chị. Lát bác mang cái vú sữa nè, bác vô cái nhà máy sản xuất sô cô la nãy con giới thiệu ông chổng rồi đó. Nhưng mà bác phải bán 5.000 á, họ mới mua. Nãy đã có giới thiệu 5.000 rồi. 5.000 cái. Ê. Con lại tưởng là nhà bác chồng chứ. Hả? Ô, không sợ té. Té con ơi. Rồi nó cười, nó nhắm mắt lại kìa.